Ai mượn? Sao? Tôi hỏi là ai mượn? Ai mượn anh công khai cái chuyện đáng xấu hổ đó? Thực ra thì anh phải nghe tôi nói. Thà im lặng còn hơn là công khai và thừa nhận. Anh hiểu không? Cậu sợ? Phải. Trần này ngon ha. Nước nè. Kiểu này 23 tới sợ về bọn công nghệ thông tin nữa. Dư. Ai tìm kìa? Rồi xong. Kiểu này đội trưởng mình sai vào lưới tình rồi. Nhỏ đó ngon ha. Mà lành ít dữ nhiều. Chào Châu. Em tên Lam, chào anh. Ê, ở đây nha, tôi tràn vô mảnh xíu. Tập luyện vất vả quá ha. Ừ, tại sắp thi đấu đó. Mà 23 này Châu rảnh không? Đi coi Dư thi đấu nha. Ừ, để cho sắp xếp. Sao vậy? Chưa kịp chàng vô luôn, mấy ảnh chàng ra rồi kìa. Về nghe mày. Ừ. Chào Châu. Nè, nhìn nó vậy thôi chứ thiện lành lắm. Châu chăm sóc nó nha. Về. 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 Bye bye, bye bye. Mấy cái thằng điên này. Nói lại chơi vui vẻ nha. Tôi tràn theo mấy ảnh đây. Đi. Hôm nay Châu đến đây là để trả lời câu hỏi của Dư hôm trước á. Vậy hả? Châu đồng ý để hai đứa mình có cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Yes. À, mà tối nay Châu rảnh không? Tối nay hả? Châu bận rồi, có gì hẹn ngày khác nha. Ừ, ok. Bye bye. Yes, yes. Alo, tới rồi. Cái gì? Tao không biết đâu. 5 phút nữa tụi mày phải có mặt đó. Rồi rồi, rồi. Rồi sao nữa? Mày đang giỡn mặt với tao hả? Thằng chó! Nhìn mặt mày mà chỉ khiến ớt vậy? Chắc là không giỡn đâu. Mày! Tan học rồi. Tao đã về được chưa? Mày có tin là tao đập mày nát như tương không? Tin!
Với dạng người sao thịt như mày á, tao còn nát hơn tương nữa kìa. Nhưng mà tao cũng biết là ngày 23 này mày sẽ thi đấu. Nếu chỉ vì tao á mà bị cấm thi đấu, làm mất lòng tin của đồng đội thì hết đường làm đội trưởng. Thằng khốn, thả tao ra. Mày liệu hôn đó, tránh xa Quỳnh Châu, bạn gái của tao ra. Cô ấy cũng là bạn gái của tao. Mày mới nói cái gì? Trong tình hình này, tao và mày đã quen cùng một người. Dư xin lỗi nha, căng tin đông quá. Không sao đâu, Châu đợi được mà. Châu uống đi. Cảm ơn Dư. Mà đó cũng là lý do tại sao mà Châu ghét đi căng tin này vậy á. Phiền phức lắm, với lại ồn ào nữa. Châu có điện thoại kìa. Châu biết rồi. Châu không tính xem hả? Trời ơi, con Lam nó nhắn tin cho Châu á, nói là tối nay đi học thêm. Nhưng mà hồi nãy Châu có nói chuyện nhá rồi, còn nhan dở nó mới nhắn tin thêm đó. Không sao đâu, Châu cứ đọc đi, kẻo Lam chờ. Thôi, Châu muốn á, khi mà hai đứa bên cạnh nhau thì chỉ có nhau thôi, không công nghệ, không ai khác. À, hay là tối Dư qua chở Châu đi học nha. Xong rồi mình rủ Lam đi cà phê luôn. Thôi, Châu nghĩ như vậy không tiện cho lắm á. Với lại Châu mà hủy Lam mất công nó nghĩ lung tung nữa. Mà nhà Châu cũng khó đó. Đi khuya rồi la cà quán xá, bị la chết. Không được đâu. Vậy sao tối hôm đó? Không có gì. Như nè, Châu biết á là hai đứa mình đã quen nhau hơn 2 tuần rồi. Châu cũng cảm ơn vì Dư đã ở bên và chăm sóc cho Châu. Nhưng mà Châu vẫn còn thời gian để thích nghi với cái mối quan hệ này hơn. Dư hiểu mà. Nhưng mà thực ra tụi mình quen nhau 1 tháng rồi đó Châu ạ. Châu cũng tính nghe máy sao? Cái nắm tay sao không như mình mong đợi ta. Rồi sao nữa? Tôi chỉ muốn xin lỗi vì chuyện hôm trước. Cảm ơn vì đã cho biết sự thật. Vậy thôi. Mọi chuyện đó chỉ là vậy. Là sao? Gì vậy? Đứng yên. Làm gì? Tôi đang nhìn cho rõ và cố tỏ ra quên ngầu trước mặt ông thôi. Chi vậy bà? Thích. Tôi thích nhìn sự ghen tuông và nỗi thất vọng trên mặt của người khác. Đủ rồi nha. Quạo đó. Quạo là tốt. Biết đứa thằng năng lượng đi. Mày điên hả? Để làm chi? Để trả thù.
trả thù. Cho trái tim non nớt của những thằng đàn ông như ông. Xong rồi nè, em xem thử được không? Em cảm ơn anh nha. Để em coi. Không được rồi. Đây nè, anh thấy không? Anh làm đẹp và cầu kỳ quá. Chắc chắn là cô Hoa nhìn biết không phải em làm rồi đó. Anh phải xóa cái chỗ này, xóa bớt ở đây ha. Ở đây là đơn giản bớt nè. Em nhiều kinh nghiệm quá ha. Thì cô Hoa mới trong việc che đậy dấu vết. Em mà nghề của em đó. Anh vợ. Thôi để đi. Tí anh sửa cho. Em cảm ơn nha. Cảm ơn cái gì? Anh, theo định luật chống đẩy của vật lý học, bây giờ đã đến lúc rồi. Có định luật đó luôn hả? Em với anh bao nhiêu lâu rồi? Chuyện gì đến cũng phải đến chứ. Anh, em có điện thoại. Anh đợi xíu. Ai vậy? Dì Lan ở dưới quê gọi cho em á. Thôi bây giờ em ra ngoài em nghe điện thoại nha. Anh đợi em xíu nha. Thằng chó đã dặn gọi sớm à? Alo, em nghe nè. Em đang làm bài thuyết trình ở nhà con Lam nè. Em nói đọc mà. Em nè, sao tự nhiên giờ này gọi cho em vậy? Nhớ em quá à. Anh có cái này muốn khoe cho em. Thì vé coi phim anh mới mua xong. Tối thứ bảy tuần này anh qua rước em ha. Đồng ý. Mà bây giờ em học rồi, có gì mình gọi lại sau nha. Bye bye anh, em cũng nhớ anh nữa. Ai vậy? Chắc là người nhà của Lam á anh. Tao vô liền. Thôi bây giờ nó kêu em rồi, thôi giờ em vô nha. Bye bye anh, có gì mình gặp sau nha. Mở nước. Cậu là ai? Phúc. Anh trai của Hoàng. Anh trai. Em trai nè. Chuyện hồi nãy giờ á chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng có để ý nha. Mở nước. Đúc. Rồi em uống nha. Em trai nè, chuyện hồi nãy giờ á chị giỡn thôi, đừng có nói với anh hai nha. Em có sao không? Chị xin lỗi. Ngọc thở. Em làm cái gì vậy? Không. Em làm cái gì vậy? Dạ, em chỉ mở chai nước định đút cho em nó uống. Làm sao á? Tôi tặng một chút. Dạ. Thôi, ngoan ngoan nha. Xuống nhà, anh đã lấy kẹo cho anh. Dạ. Chịu không? Tạm thời là vậy, cuộc vui còn dài. 3 ngày nữa là đến sinh nhật của ả rồi, đúng không? Ê, có nghe không vợ? Sao?
Tiếp đến đó là muốn làm gì? Tao thấy hay là thôi bỏ đi mày. Giỡn mặt. Tao thấy hai thằng đàn ông vần một cô gái không đúng lắm. Vậy thì lúc cô ta vần hai đứa mình chắc đúng. Trả lời tao. Tao thấy tội nghiệp Châu được chưa? Đồ kém cỏi. Mày nói cái gì? Tao nói mày đồ kém cỏi. Đồ hèn. Nghe này, cái thằng to xác đã làm cái gì á thì phải làm cho tới cùng. Mày hay nghĩ đến sự tự tôn và lòng tự trọng của người đàn ông. Đừng có để cho con ngu ngốc kia làm mềm lòng mày thêm một lần nào nữa. Rõ chứ? Thì tao thấy tội nghiệp thôi. Tội nghiệp cái gì? Tội nghiệp nó. Vậy thì ai tội nghiệp hai đứa mình? Mê gái thì nó đại đi. Không mê gái thì mê ai? Mê mày hả? Nghe đây thằng bác học, cả đời tao chỉ đè người khác chứ cũng để người khác đè tao. Nghe rõ chưa? Phố, nấu cho Hoàng ăn. Đói. Ờ. Hết rồi liền. Đứng yên. Em cảm ơn anh. Ừ, để anh mang cho em nha. Dạ. Tối nay anh qua chợ em đi ăn nha. Không được rồi. Sao vậy? Tối nay là sinh nhật của em mà. Tại vì thường sinh nhật của em sẽ đi ăn với gia đình á. Ok. Thôi mà, anh đừng có giận em mà. Em đi ăn với mẹ thật á. Hôm nào đó em sẽ đi với anh nguyên ngày. Anh chịu không? Ok, anh hiểu mà. Anh. À, anh quên quà của em nữa. Em cứ tưởng bánh kem này là quà của em chứ. Không, đợi anh tí nha, anh ra xe lấy. Dạ. Ủa Châu, em với mẹ cũng tới đây hả? Ủa, sao anh có mặt ở đây vậy? Thì anh đi cà phê với bạn. À. Mẹ đâu? À, mẹ. Mẹ em đi rửa mặt rồi. Ờ, à, hay quá. Vậy anh đợi bác ra, anh chào bác con. Ờ, à, nhưng mà mẹ em chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Với lại em chưa nói gì với mẹ hết á. Ờ, mẹ la em chết á. Anh đi về đi. Em ra bây giờ cơ. Về ha. Ok. Vậy có gì em gửi lời bác cho anh nha. Nhanh lên.
đâu vậy? Em định đi về á. Tự nhiên em thấy mệt quá à. Không khí ở đây ngột ngạt quá em chịu không nổi. Thôi em đi ra xe đợi anh nha. Chút nữa anh ra nha, em đi trước á. Mọi chuyện sao rồi? Cô ấy đi về rồi. Với bộ dạng thất thần và hoảng hốt. Ừ. Mắc cái gì mà uống dữ vậy? Trái cây lên men thôi mà. Mạnh dữ. Trái cây lên men thôi mà. Hình như là anh còn yêu Quỳnh Châu. Sao tự nhiên hỏi vậy? Khó quá, trả lời không được. Vậy là có. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Mình dừng lại đi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Kể cả việc Quỳnh Châu sắp bị lộ mặt. Tôi không quan tâm nữa. Vậy thì ông quan tâm cái gì trong câu chuyện này? Ông, tôi thương ông. Chính xác thì tôi thương tôi và ông. Tôi chẳng hiểu tại sao chúng ta cứ mãi miết theo đuổi, vạch trần một cô gái xấu xí làm gì? Để được gì chứ? Mình dừng lại đi. Vậy ha. Tôi sẽ bỏ qua chuyện của Quỳnh Châu. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu một câu chuyện khác. Chuyện gì? Trời ơi, cái nết rất là ngộ luôn đó. Cái trường có hai thằng hot boy rồi bà ăn hết hai thằng là làm sao vậy? Trời ơi, bây giờ bà tìm cách giùm tôi đi. Bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ tôi rối nùi luôn, tôi không biết làm sao luôn nè. Ủa là bây giờ bà chỉ cần tìm cách thôi hả? Bà không có thấy tội lỗi gì trơn trời luôn hả? Tội lỗi gì? Bình thường. Trời, cái mặt nó bình thường dữ vậy trời. Trời ơi, cái bình thường của bà là bao nhiêu cái bất thường của người khác đó. Tôi nói cho bà biết. Rồi giờ làm sao? Giờ sao thì bà chỉ tôi đi. Quá đơn giản. Bà chọn một trong hai. Đó, vậy thôi. Người kia sao? Tôi gặm cho. Giờ này mấy giờ còn giỡn nữa? Không hề giỡn luôn á, mặt đang căng thẳng luôn á, mặt tư vấn rất nhiệt tình. Làm cái gì mà liếc qua liếc lại đi ghê. Biết sao không? Ý tôi nói á là bây giờ bà chọn cái người nào mà bà cảm thấy là bà thích nhất, bà yêu nhất. Chọn đi.
tính lại, tính kỹ lại, phân tích ra anh này được gì, anh kia được gì, anh này mất cái gì, anh kia mất cái gì, tổng kết lại đó, cuối cùng chọn ai? Người mà tôi yêu nhất hả? Ừ. Để coi nha, anh Phúc á. Sao? Thì nhắn nhặn. Ừ. Chi thích. Đúng rồi. Còn anh Khánh Dư rất là dễ thương. Sao muối nữa má, quen đồng khúc đó đó. Nhưng mà anh Phúc giàu hơn. Không. Theo bà anh Khánh Dư thì sao? Trời ơi, nói hồi tôi nói nùi nùi tôi không biết vụ gì luôn trời. Rồi giờ cuối cùng là bà yêu ai vậy? Quen cũng lúc hai người ai biết yêu ai. Trời đất ơi trời, bà nói một hồi là tôi hả, tôi điên với bà luôn á. Giờ sao trời? Ê, đang nói chuyện đâu vậy? Chia tay. Trời đất ơi, nó làm gì rớp rẻn vậy trời? Chuyện này là sao? Ông đã hứa với tôi như thế nào chứ? Tôi có làm gì đâu. Với lại á, đừng làm phiền tôi mỗi khi tan trường nữa. Ông không làm gì à? Vậy ông giữ những bức hình đó trong máy làm gì? Việc chúng ta ngừng làm không có nghĩa là người khác không được tiếp tục. Ý ông là sao? Tôi sẽ đưa những bức hình tội lỗi của Quỳnh Châu cho một người khác để post lên confession của trường. Ông không làm nhưng mà ông đưa cho người khác làm thì khác gì nhau chứ? Nếu không thích thì ông đừng tham gia nữa. Đứng lại. Tôi yêu cầu ông dừng tất cả mọi chuyện lại. Tôi không dừng đó. Rồi sao? Ông! Đánh đi! Anh có muốn biết lý do tại sao tôi làm như vậy không? Tôi thật lòng muốn biết chuyện hôm qua là như thế nào. Cái cảm xúc đó là gì hả? Tại sao hai chúng ta lại hôn nhau? Đủ rồi. Đó có phải là sự thật không? Tôi nói đủ rồi. Đó có phải là sự thật không hả? Cảm xúc đó là như thế nào hả? Được, tôi sẽ cho ông biết. Trời ơi, tao lỡ tay đăng có chút xíu mày làm gì khóc như cha chết mẹ chết vậy? Sao vậy hả? Mấy con này sao nó khóc dữ vậy mấy đứa? Chuyện này là sao? Này là cái gì? Khốn nạn mất dạy chó đẻ. Im đi. Cô đừng giả bộ nữa. Tất cả mọi chuyện á là do cô làm đúng không? Anh mới là người im đi đó. Nè, anh đừng có vừa ăn cắp vừa la làng nha. Với lại anh nói chuyện mất lịch sự vô nhân quá quá. Tao nói mày á, mày đối xử với Quỳnh Châu vừa phải thôi nha. Để sợ hả? Tôi chỉ muốn mọi người á, đừng bị cô ta lừa gạt. Lừa gì? Mày có bằng chứng không? Mày đưa đây. Đúng rồi, nói xuân vậy có bằng chứng gì không? Ừ. Yêu con trai thì chấp nhận đi. Rồi sao?
cấm cô không được đụng tới Hoài Phúc. Cô là con rắn độc. Dư, đủ rồi. Kệ nó đi, về. Cô bóc phốt Hoài Phúc à? Vậy sao cô không nói rõ? Trong thời gian quen Phúc, cô cũng đang quen tôi luôn. Tất cả mọi chuyện là như vậy để cho cô đó. Nè, vừa vừa phải thôi nha. Có cái gì đưa bằng chứng này, muốn cái gì hả? Bây giờ muốn cái gì hả? Hả? Muốn cái gì? Muốn cái gì mà nói người ta vậy? Cái gì? Bằng chứng gì? Muốn thì lên confession ở trên trường kìa. Rảnh thì mở ra coi đi. Em nè, sao tự nhiên giờ này gọi cho em vậy? Nhớ em quá à. Em cũng nhớ anh nữa. Ủa vậy là sao? Trời ơi, nói cho mình trông mất hai ba nữa. Tất cả đều là sự thật. Chuyện này cũng là sự thật. Hai tụi tôi đang quen nhau đó. Rồi sao? Ủa gì vậy mọi người? Giờ này mà còn kỳ thị giới tính là sao? Nè, quan trọng là cái nết với cách sống. Cái nết cách sống của cô đó, khó mà quen ai. Đúng rồi, đúng rồi trời. Gì vậy? Vậy? Trời, gì vậy vậy? Mấy cái đứa này lật nhanh như bánh tráng. Thôi mà biết rồi. Ai mượn? Sao? Tôi hỏi là ai mượn? Ai mượn anh công khai cái chuyện đáng xấu hổ đó? Thực ra thì... Anh phải nghe tôi nói. Thà im lặng còn hơn là công khai và thừa nhận. Anh hiểu không? Cậu sợ khi người khác nhìn thấy tôi hôn cậu à? Phải. Tôi sợ anh sẽ bị mất tất cả. Ống rổ, bạn bè, những người hâm mộ anh. Người ta nói về tôi sao cũng được, nhưng mà còn anh thì tôi thấy không đáng. Tôi mới là người quyết định có đáng hay là không. Yêu tình địch của mình cực kỳ đáng. Sẽ hối hận.